xin chào các bạn, và bây giờ là mình đi ra học Anh văn các bạn. Mà bây giờ đi hơi sớm thì chắc phải đi vòng vòng chơi. Đi vào vòng chơi xíu à. Ướt mệt luôn. Ok. Chắc đi vòng vòng kiếm gì mua ăn đó các bạn ơi. Rồi giờ đi vòng vòng ha. Rồi giờ mình đi vòng vòng coi xem có cái gì mua được không. Rẻ rẻ không thì mua. Thật sự là nói là mình không biết đi đâu luôn á. Đây cho các bạn xem ha. Đi qua kia đường mua hạt dẻ ăn lắm. Nói hạt dẻ cái có người ta bán ở bên kia đường kìa. Nó ở bên kia đường. Rồi ok, đi qua mua hạt dẻ ăn đó. Qua mua hạt dẻ ăn ha. Nó đi qua lấy tiền trước cái này. Ai mua hạt dẻ bán bà ti anh má bà ti gì một 50 30 gì 30 30 ủa này là rang sẵn rồi giờ hâm lên thôi hả đó. Rang sẵn giờ hâm lên thôi hả chứ đâu phải gì rang sẵn luôn chị mới rang chín luôn rồi mới rang hai ngày qua mới rang thì luôn rồi. Biết được phải lấy lẹ lẹ đi đi bán à bán à sống nè sống nè để con gây nè chứ không phải là hôm qua mà bán thì thôi bán 30 30 là được mấy gram 150 150 gram hả đây á cái gì cũ liền à cũ à cứng cứng như dây dây này cũ đổi 20 đi 20 nó bị gì kìa. Ok. Ok. Và bây giờ mình qua phim kia nha. Xin chào các bạn. À và bây giờ mình ngồi đây mình đợi vô lớp học Anh văn ha. Hôm nay đi hơi sớm cho nên là lớp người ta đang học á, giờ đang phải đợi nè. Coi cái tường cái tô rất cái màu rất là nổi luôn nè. Background. Rồi ok, và bây giờ mình đợi thì mình sẽ ngồi ăn cái này kia vẫn gì quên rồi ta. Hạt dẻ, ok hạt dẻ. Nãy giờ mới nhớ. Mới mua bịch 30.000 nè. 1.5 gram. Ok, và bây giờ ngồi ăn ha. Ngồi ăn đợi chứ. Nói chung là cũng hơi đói bụng mà không biết sao giờ. Cái chú mình bán á, đẩy cái xe bán nhưng mà thấy không có rang trực tiếp. Thấy bỏ vô mấy cái bịch giấy á. Bỏ vô bịch giấy như vậy nè. Xong rồi cái bỏ lên cái chảo nóng có thể là hàng cũ xong người ta làm vậy á nhưng mà ăn được thôi ăn cũng bùi bùi yếu béo nói chung cũng ngon hạt dẻ như giống hột mít vậy các bạn đã ăn hột mít chưa nó cứ bùi 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 vậy đó người ta rang thì người ta rang với muối á có muối ở bên ngoài cái vỏ á thì ở trong thì nó cũng không có mặn bùi bùi nóng hổi luôn các bạn những cái hộp nào mà nó bị bể nó bị nứt ra đó thì muối nó vô được thì nó hơi mặn mặn còn những hộp nào nó không có bể nè nó còn y nè đó. Còn y là nó không có mặn ha
Rất là ngon các bạn. Mình hay ăn vặt lắm. Rất là thích ăn vặt. Cứ mua tầm 7 tầm 3 ăn vậy. Ăn vậy thì nó cũng tốn tiền nhưng cũng không có đang có no. Thế đó giờ ăn cơm tiếp vô. Tại mình học là tới 9 giờ 10 mới ra. 9 giờ 10 ra. Đi ra tới nhà. Rồi soạn sành rồi. Hai đồ. Ra nữa. Thì nó khoảng 10 giờ 11 10 rưỡi bắt đầu đói bụng. Đói bụng xong rồi bắt đầu mới rồi lấy cơm ra ăn tiếp. Ăn tiếp xong rồi cái ngồi muốn làm gì đó làm, ví dụ bấm điện thoại hay là coi tin tức gì đó trên máy tính, sau đó là ngủ. Thì ở đây chắc là học cũng nhiều giờ á, cứ lớp này ra là lớp kia vô liền á vậy á, cho nên bây giờ là hiện tại là đang giờ học của người ta ở ngoài rất là yên tĩnh, ngoài không có ai hết luôn á. Bây giờ lớp mình ta sắp ra rồi các bạn. Lớp này được. Sắp ra rồi mình vô. Ok. Mình sẽ qua những cái video sau nha. Ok, bye bye.